Chào mừng các bạn quay trở lại với Annie TOEIC. Bài giảng này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về phần 4 của bài thi TOEIC với các câu hỏi liên kết ý và suy luận. Nội dung bài học của chúng ta vẫn sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chiến lược làm bài. Phần thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích các ví dụ luyện tập. Ở phần đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về đặc điểm của dạng câu hỏi liên kết ý và suy luận này và các cách thức đặt câu hỏi và trả lời và chọn câu trả lời đúng cho cái dạng câu hỏi này. Đặc điểm của dạng câu hỏi liên kết ý này đó là để kiểm tra khả năng đưa ra kết luận dựa trên những dự kiện đã có sẵn trong bài nói, và cái câu trả lời cho những cái dạng câu hỏi này không có sẵn trong bài đọc mà các bạn cần phải suy luận ra từ những cái dự kiện bên trên, thế nên là cực kỳ khó. Các cách thức đặt câu hỏi của cái dạng câu hỏi này, ví dụ như là ví dụ trong bài nghe có một câu She doesn't live in the apartment anymore. Cô ấy đã không còn sống trong căn hộ này nữa. Thì đề có thể hỏi là Where did the woman used to live? Người phụ nữ đã sống ở đâu? Thì câu trả lời các bạn có thể suy luận ra là In an apartment, trong một căn hộ. Cách thức làm bài của dạng câu liên kết ý này, thứ nhất các bạn cần phải chuẩn bị giấy bút để ghi chép được dự kiện. Các bạn cần luyện tập take note, ghi chép càng nhiều càng tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể rèn luyện được kỹ năng ghi nhớ. Cái thứ hai, các bạn cần phải cố gắng trong thời gian câu trước thì đọc câu hỏi câu sau. Các bạn cần phải cố gắng đọc câu hỏi, cần phải lướt qua câu giới thiệu để biết ngữ cảnh. Ví dụ như là câu hỏi question 1 through 3 refer the following message. Câu hỏi 1 đến 3 tham khảo cái tin nhắn phía bên dưới, có nghĩa là cái đoạn văn bên dưới sẽ là một cái tin nhắn. Ngữ cảnh của chúng ta là một cái tin nhắn. Tiếp theo cần phải lướt qua câu hỏi. Và các bạn chú ý là không bị giật mình khi mà audio chạy, để tránh cho cái việc là các bạn bỏ qua mất một đoạn có thể chứa rất nhiều thông tin. Bước tiếp theo, các bạn cần phải ghi chép các từ khóa trong bài nghe, sau đó đọc câu hỏi, so sánh và suy luận ra đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích một ví dụ luyện tập để có thể hiểu hơn về cái dạng bài này. Bước đầu tiên, chúng ta vẫn cần phải đọc kỹ các câu hỏi. Bước đầu tiên, chúng ta cần phải đọc lướt qua các câu hỏi. Câu giới thiệu. Để xác định được chủ đề của cái bài, của cái đoạn băng sẽ được phát, các bạn cần phải chú ý nghe câu giới thiệu. Ví dụ như là Question 1 through 3 refer for the following advertisement. Câu hỏi 1 đến câu hỏi 3 tham khảo cái quảng cáo. Thông báo, quảng cáo hay là thông báo bên dưới. Câu hỏi số 1. Number 1. Where does Cindy Gerber work? Where does Cindy Gerber work? Cindy Gerber làm việc ở đâu? Đáp án A, at a public information desk. Tại cái bàn thông tin công chúng. Đáp án B, at an insurance agency. Tại công ty bảo hiểm. Đáp án C, at a credit card company. Tại một cái công ty thẻ tín dụng. Đáp án D, at the telephone company, tại một công ty điện thoại. Number 2. What has Mr. Blanchard previously inquired about? What has Mr. Blanchard previously inquired about? Mr. Blanchard đã yêu cầu cái gì? Đã yêu cầu về cái gì? Đáp án A, how he might buy his bill. Ông ấy có thể trả cái hóa đơn của ông ấy như thế nào? Đáp án B, what to put on his injury. Đáp án C, where Cindy Gerber works. Cindy Gerber làm việc ở đâu? Đáp án D, when he will be called back. Khi nào thì ông ấy sẽ được gọi lại?
Number 3. What time does the office probably close? Cái văn phòng có thể là sẽ hết giờ khi nào? Đáp án A. Early on weekends. Chỉ trong cuối tuần. Đáp án B. About 5 p.m. Khoảng 5 giờ. Đáp án C. 6 p.m. Đáp án D. During the office hours. Chỉ trong giờ hành chính. Bước đầu tiên, chúng ta xác định được chủ đề, đó là một bài quảng cáo. Bước thứ hai, bây giờ các bạn cần phải nghe và take note ra được các ý chính. Mời các bạn cùng nghe đoạn băng. Questions 1 through 3 refer to the following phone message. Mr. Blanchard, this is Cindy Gerber at Capital Coverage. Well, I've got some answers to a couple of your questions, but not all of them. First of all, your insurance is retroactive to the day you applied for it, so your foot injury is covered. Second, yes, you may make your payments at our office, though we prefer that you mail them in. If you do pay us directly, you must do so by check or credit card. We don't take cash or debit cards here. As for your other inquiries, I'll have to do some checking, so I will get back to you as soon as I can. Please don't hesitate to call me during office hours if you have any questions about any of this information. Or you can leave a recorded message after 6 p.m. Take care. Sau khi nghe xong đoạn băng trên, các bạn đã chọn được những câu trả lời cho các câu hỏi bên trên chưa? Những cái từ khóa mà các bạn cần phải, những từ khóa mà các bạn cần phải take note được, ví dụ như là insurance, the day you apply, food injury, COVID, make the payments at our office, prefer mail them in, pay directly by check or credit card. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn băng và bổ sung vào TikTok, sau đó sẽ cùng phân tích lại, sẽ cùng phân tích xem đâu sẽ là đáp án chính xác. Questions 1 through 3 refer to the following phone message. Mr. Blanchard, this is Cindy Gerber at Capital Coverage. Well, I've got some answers to a couple of your questions, but not all of them. First of all, your insurance is retroactive to the day you applied for it, so your foot injury is covered. Vâng, người phụ nữ đó nói rằng là thưa ông Blanchard, tôi là Cindy Gerber tại Capital Coverage. Vâng. Tôi đã có một vài câu trả lời cho hai câu hỏi của ông, nhưng mà không phải là tất cả trong số chúng. Trước tiên, cái bảo hiểm của ông thì đã được kích hoạt lại, đã được hoạt động trở lại, đã có hiệu lực trở lại. Trước tiên, cái bảo hiểm của ông thì đã có hiệu lực trở lại từ cái ngày mà ông apply cho chúng. Và vì vậy, cái chấn thương chân của ông thì cũng được bao gồm. Cái cụm từ khóa mà các bạn cần phải take note, cần phải nghe được đấy là your insurance is retroactive. Như vậy thì các bạn có thể trả lời được câu hỏi đầu tiên, đấy là cô Cindy Gerber làm việc ở đâu, thì cô ấy làm việc ở trong tại một cái insurance agency. Đáp án B là đáp án chính xác. Chúng ta sẽ cùng nghe đoạn băng tiếp theo. Second, yes, you may make your payments at our office, though we prefer that you mail them in. If you do pay us directly, you must do so by check or credit card. We don't take cash or debit cards here. As for your other inquiries, I'll have to do some checking, so I will get back to you as soon as I can. Sau đó cô ấy hỏi tiếp rằng, điều thứ hai, vâng, ông có thể thực hiện việc trả tiền, thực hiện việc trả tiền tại văn phòng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi thích rằng là ông sẽ gửi mail kèm theo chúng. Nếu như mà ông thực hiện việc trả tiền trực tiếp, nếu như ông thực hiện việc trả tiền trực tiếp, ông phải thực hiện bằng check hoặc là bằng cái thẻ tín dụng. Chúng tôi không nhận tiền mặt hoặc là thẻ ghi nợ ở đây. Như những cái khác ông yêu cầu thì tôi sẽ thực hiện vài cái sự kiểm tra và sau đó thì tôi sẽ gọi lại cho ông sớm nhất mà tôi có thể. Thì trong cái câu này,
Trong đoạn này, các bạn cần phải take note được một số cụm từ chính, ví dụ như là yes, you might make the payments at office. Tức là, vâng, ông có thể thực hiện việc trả tiền tại cái văn phòng của chúng tôi. Hay là những cụm từ như là by check or credit card. Những cái thông tin mà các bạn nhặt ra như thế này có thể trả lời được cho câu số 2. Miss, ông Landtruck thì yêu cầu về vấn đề gì? Đó là đáp án A. Ông ấy muốn biết là ông ấy có thể trả cái tiền, trả cái hóa đơn của ông ấy bằng cách nào? Tiếp theo. Please don't hesitate to call me during office hours if you have any questions about any of this information. Or you can leave a recorded message after 6 p.m. Take care. Ở đoạn tiếp theo, người phụ nữ nói rằng là đừng ngại gọi cho tôi trong giờ hành chính nếu như mà ông có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ thông tin về bất kỳ, nếu như ông có câu hỏi về bất kỳ thông tin nào hoặc là ông có thể để lại tin nhắn sau 6 giờ. Bảo trọng. Những cái cụm từ ở trong những cái cụm từ mà các bạn cần phải take note được ở trong giai đoạn này, ví dụ như là call me during office hours, hãy gọi cho tôi trong giờ hành chính, và những cụm và để lại tin nhắn sau 6 giờ. Khi mà các bạn take note được cái đoạn này, khi mà các bạn take note được các cụm từ như vậy ở trong đoạn này, các bạn có thể dễ dàng chọn đáp án chính xác cho câu số 3, đó là đáp án C. Các bạn chú ý một mẹo nho nhỏ trong cái bài, khi mà làm bài ở cái dạng bài 4 nói chung này ấy, đó là các câu hỏi sẽ đi theo luồng sự kiện của đoạn văn mà các bạn nghe được. Ví dụ như cái đoạn đầu tiên để trả lời cho câu hỏi số 1, vậy là xong. Đoạn số 2 là để trả lời cho câu hỏi số 2, và đoạn số 3 là sẽ để trả lời cho câu hỏi số 3. Cứ như thế, để khi mà chúng ta nghe được đoạn đầu tiên xong rồi, để trả lời câu hỏi đầu tiên xong rồi, thì các bạn nên quên cái đoạn đầu tiên để đi. Sau đó là câu hỏi số 2 sẽ trả lời cho câu hỏi số, và đoạn văn số 2 sẽ để trả lời cho câu hỏi số 2. Các bạn quên luôn cái đoạn số 2 để đi và tiếp tục nghe và ghi nhớ thông tin trong đoạn số 3 như thế này. Để trả lời cho câu hỏi số 3 phục vụ rất là tốt cho cái việc khi mà các bạn làm một cái đề TOEIC thực sự không được take note và không được ghi bất cứ thông tin nào.